Giáo xứ California phục hồi tượng Đức Mẹ Guadalupe sau khi bị phá hoại. Một giáo xứ ở California đã phục hồi bức tượng Đức Mẹ Guadalupe đặt ngoài trời sau khi bị đá xuống đất và bị vỡ bằng một hành động phá hoại. Vào ngày 21 tháng 7, camera an ninh tại giáo xứ San Joseph ở Upland, California đã quay được video một thanh niên đến bên tượng Đức Mẹ Guadalupe và đá bức tượng liên tục cho đến khi đổ xuống khỏi bệ. Tia kim loại từ phía sau bức tượng, người ta có thể được nhìn thấy bị gãy. Tối cùng ngày, camera an ninh đã bắt được một thanh niên khác. Người này đã dựng bức tượng lên, đặt lên chân đế và ngồi trước bức tượng cầu nguyện. Cha Timothy Doe, cha sở giáo xứ, đã yêu cầu giáo dân đến cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, chấm dứt hận thù và giận dữ, và chúng ta để tiếp tục có lòng trắc ẩn cùng tình yêu thương dành cho nhau. Trong một video phát hành trên Facebook ngày 22 tháng 7, trong các video bổ sung, giáo dân đã cầu nguyện cả nhà nguyện của lòng thương xót thiêng liêng và lần hạt bằng tiếng Tây Ban Nha khi đứng trước bức tượng bị hư hại. Vụ phá hoại ở Upland vẫn chưa được xác định. Giáo xứ đã thông báo trong một bài đăng trên Facebook ngày 22 tháng 7 rằng họ đã sửa chữa thiệt hại cho bức tượng bị phá hoại và đặt trở lại vị trí bên ngoài nhà thờ. Tượng Đức Mẹ Guadalupe của chúng tôi đã được phục hồi trở lại với một bệ vững chắc hơn. Mẹ trông vẫn rất đẹp. Vâng, mẹ vẫn đứng vững trên đất giáo xứ của chúng tôi để chuyển lời khẩn cầu của chúng tôi cho con yêu dấu của mẹ, Chúa Giêsu Kitô.